giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Thưa quý vị khán giả thân mến, chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một điều bất ngờ khá thú vị. Đó là chúng ta sẽ cùng gặp lại một anh chàng đầu bếp mà đã lâu rồi không xuất hiện với chương trình. Hãy cùng với Ngọc Hương bước vào gian bếp xem người đầu bếp đó là ai quý vị nhé. Chào anh Hoàng. Chào Ngọc Hương, xin chào quý vị khán giả. Anh Hoàng ơi, anh chuẩn bị món gì mà em thấy có thịt bò, khoai tây và một số loại xà lách nữa hả anh Hoàng? Hôm nay anh sẽ giới thiệu cho Ngọc Hương và quý vị khán giả một món ăn đó là từ thịt bò. Đó là món bò bít tết. Để chế biến món thịt bò bít tết, chúng ta cũng cần những gia vị và nguyên liệu rất đơn giản thôi. Chúng ta có 400g thăn thịt bò cho 4 người ăn, 1 ít khoai tây, 1 ít cà chua, 1 ít rau xà lách son, 1 ít rau xà lách, ngò rí, bơ, hành tím cắt lát, nước tỏi, nước gừng và những gia vị như sau: 1 ít dầu ăn, đường, tiêu, muối, nước tương Lisa, chấm gạo Lisa và bột ngọt Ajinomoto. Bây giờ anh sẽ chế phần thịt bò ha. Dạ. Phần thịt bò này chúng ta sẽ cắt cho 4 người ăn. Mình cắt đôi trước ha anh. Mình cắt đôi trước, sau đó mình sẽ cắt miếng này, mình cắt làm hai. Dạ. Phần thịt bò sau khi chúng ta cắt thành khối như thế này, chúng ta sẽ đập dập mềm, và khi chúng ta ướp tẩm ướp nó sẽ dễ thấm gia vị. Dạ. Anh Hoàng ơi, sau khi mình dần cái miếng thịt bò mềm như thế này, chắc chắn mình phải ướp gia vị đúng không anh? Đúng rồi, vì thịt bò chúng ta cần phải ướp trong vòng khoảng 25 đến 30 phút để thấm gia vị. Thì sau khi sơ chế xong mình sẽ ướp phần thịt bò này ha. Dạ. Thịt bò này mình sẽ ướp một ít nước gừng nha. Dạ. Một ít nước tỏi ha. Dạ. Một ít nước tương Lisa. Một ít tiêu. Dạ, tiêu. Một ít đường. Dạ. Và cuối cùng ha, anh sẽ cho thêm một ít bột ngọt Ajinomoto. Dạ. Tiếp tục mình đảo đều lên. Dạ. Mình sẽ để thịt bò thấm từ 25 đến 30 phút. Và trong khoảng thời gian này thì chắc chắn anh em mình phải chuẩn bị đến khoai tây và salad rồi. Đúng rồi, khoai tây để cho ăn món thịt bò với steak này thì chúng ta sẽ sử dụng phần khoai tây để nguyên vỏ nha. Bà chúng ta rửa vỏ sạch và chúng ta sẽ cắt thành múi cao. Dạ. Và để nguyên vỏ như thế này. Anh Hoàng ơi, em thấy những món bò bít tết á, em ăn khoai tây thì phải gọt vỏ chứ sao món này anh lại để vỏ vậy? Chúng ta sẽ sử dụng phần khoai tây có vỏ thế này, khi chiên lên nó sẽ giòn hơn nhiều. Dạ. Anh sẽ cắt phần muối cao ha. Dạ. Điều này cũng khá thú vị phải không thưa quý vị khán giả thân mến? Khoai tây trong món bò bít tết mà ngày hôm nay chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hướng dẫn đến cho quý vị, chúng ta sẽ không gọt bỏ vỏ khoai tây mà để nguyên để khi chiên sẽ giòn và ngon hơn. Sau khi phần khoai tây chúng ta cắt muối cao xong, mình sẽ cho vào phần nước lạnh, có cộng thêm một ít muối nha quý vị các bạn, để cho phần khoai tây không bị đen. Dạ. Salad để ăn kèm những món thịt bò này thì chúng ta cần có một ít sốt dầu giấm. Dạ. Thì trong lúc đợi dầu nóng thì anh sẽ chuẩn bị một ít sốt dầu giấm ha. Dạ. Sốt dầu giấm thì cũng rất đơn giản này không? Mình sẽ có một ít giấm gạo Lisa ha. Dạ. Một ít nước dùng. Một ít đường. Dạ. Và một ít muối. Trong lúc mà mình đánh tan phần đường muối này, mình sẽ cho một ít dầu ăn vào luôn. Dạ. Khi đường và muối tan, chúng ta cho một ít tiêu vào ha, cộng một ít tiêu. Rồi cuối cùng là phần hành tím cắt lát. Dạ. Sau khi dầu nóng á, Hồng Hương, bây giờ mình sẽ chiên phần khoai tây này. Khoai tây hình như đã chín rồi đó anh Hoàng. Đúng rồi, vừa vàng tới anh nghĩ đã chín rồi em. Bây giờ mình sẽ vớt ra ha. Dạ. Vớt ra và cho vào giấy thấm dầu. Phần khoai tây sau khi chúng ta vớt ra, mình sẽ cho vào một ít muối. Dạ, mình xốc với một ít muối. Và tiếp theo mình cho một ít tiêu phải không Hương? Dạ. Chiên thịt bò thì mình phải để cho chảo thật là nóng đúng không anh Hoàng? Đúng rồi, khi chiên thịt bò chúng ta phải để chảo thiệt là nóng, sau đó cho dầu ăn vào. Và nên nhớ, mình cho vào một ít dầu ăn thôi. Vì phần thịt bò này lúc nãy mình đã ướp dầu ăn rồi đó Hồng Hương. Dạ. Thì mình sẽ cho một ít dầu ăn vào ha. Bây giờ chảo nóng rồi đó Hồng Hương, mình sẽ chiên phần thịt bò này ha. Dạ. Bây giờ mình sẽ chảo mặt để miếng thịt bò bóng và có độ mềm hơn. Cuối cùng mình sẽ cho vào một ít bơ. Quý vị khán giả thân mến, để thịt bò được thơm và ngon hơn, chúng ta sẽ cho vào thịt bò một ít bơ quý vị nhé.
Khi cho bơ vào mình sẽ tắt lửa ha, và cho phần thịt bò này ra. Đấy. Và cuối cùng mình sẽ cho một ít sốt dầu giống vào phần salad này ha Phương. Dạ. Thật là tuyệt vời. Và để món ăn đẹp hơn á, anh đã có chuẩn bị một ít carrot và poro chiên giòn đó nè. Dạ. Anh sẽ trang trí lên phần thịt bò. Quý vị khán giả thân mến, như quý vị đã vừa theo dõi thì món bò bít tết của chúng ta thời gian chế biến cũng khá là nhanh. Màu sắc thì như quý vị đã thấy, miếng thịt bò khi ướp với nước tương Lisa lên một màu trông rất đẹp mắt. Và khoai tây thì Ngọc Hương nghĩ là quý vị cũng cảm nhận được độ giòn của nó. Bây giờ thì Ngọc Hương phải thử và chia sẻ cảm nhận với quý vị thôi. Rồi, Ngọc Hương sẽ thử nha. Dạ, cảm ơn anh Hàng. Em chấm với một ít nước tương Lisa nữa. Thật là tuyệt vời. Thịt bò thì mềm, mà các gia vị thấm vào miếng thịt bò thật là ngon miệng đó anh Hàng. Cảm ơn anh Hàng nha. Hãy đừng quên đóng góp ý kiến cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày để chúng tôi thực hiện chương trình này mỗi ngày một hấp dẫn và phong phú hơn. Một là quý vị hãy gửi thư về hộp thư số 1 Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hai là gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061 882 6188. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.